thẻ đen hay thẻ tín dụng đen, tiếng Anh là black card. Đây là thẻ hạng bạch kim Platinum, dòng thẻ tín dụng cao cấp nhất được các ngân hàng cấp cho 1% dân số thế giới. Tuy nhiên không phải khách nào cũng đủ điều kiện để được cấp thẻ đen. Hãy cùng xem đâu là những tấm thẻ đen quyền lực nhất thế giới và những đặc quyền mà nó mang đến cho người sở hữu. Đứng đầu mọi bảng xếp hạng, đó chính là thẻ Centurion của American Express, hay còn gọi là Amex Black Card đây cũng là tấm thẻ đen đầu tiên được phát hành ra trên thế giới từ năm 1999. Phí mở thẻ lần đầu là 10.000 đô la Mỹ. Phí hàng năm là 5.000 đô la Mỹ. Xong để làm được tấm thẻ siêu sang này, khách hàng cần chứng minh giao dịch qua thẻ trước đó phải đạt số tiền từ 250.000 đến 450.000 đô cho một năm cho một thẻ American Express khác. Đổi lại, thẻ sẽ cung cấp tận răng những tiện ích tùy chỉnh để phù hợp với lối sống và nhu cầu của chủ thẻ. Khách hàng được hưởng mọi đặc quyền khi mua sắm và được nằm trong danh sách ưu tiên, shortlist của các nhãn hiệu thời trang xa xỉ. Shopping mà không có hạn mức. JP Morgan Reserve Card hay trước đó là Chase Palladium là thẻ tín dụng quyền lực được làm từ bạch kim hiếm và logo bằng vàng 23 carat. Toàn bộ các chi tiết khác đều được khắc rõ nét bằng công nghệ laser. Mặc dù chưa được kiểm chứng, nhưng nhiều người cho rằng để sở hữu tấm thẻ đen này, khách hàng phải có ít nhất 10 triệu đô la Mỹ trong tài khoản. Phí thường niên khoảng 595 đô. Tiện ích thẻ tín dụng Reserve Card mang lại gồm có tiếp cận phòng chờ đặc biệt tại hơn 600 sân bay trên toàn thế giới, nâng hạng phòng tại khách sạn xa xỉ và giảm giá vé của hãng hàng không British Airways. Có cơ hội sử dụng và thuê máy bay cá nhân trên thế giới nếu đặt qua thẻ tín dụng này. Xứng danh chiếc thẻ của ngân hàng thuộc Dubai thẻ Bank Dubai First Royal Mastercard được làm bằng vàng thật, đính kèm một viên kim cương 0,235 carat ở giữa thẻ. Theo mô tả, tấm thẻ thân kỳ này sẽ cung cấp cho chủ sở hữu một lối sống ngang với hoàng gia Dubai. CEO ngân hàng Dubai First phát hành tấm thẻ đen này tuyên bố, những khách hàng này cần gì? Không phải tiền, mà là dịch vụ. Bạn có thể đòi lấy mặt trăng, và chúng tôi sẽ cố mang nó về cho bạn. Chỉ những nhân vật đặc biệt mới được mời làm thẻ Bên cạnh đó cũng cần kể tới những chiếc thẻ đen mà 8 tỷ người trên hành tinh này mơ ước sở hữu, như là thẻ đen City Double Cash Card, thẻ tín dụng Stratus Rewards Visa Card hay là thẻ đen City Chairman.